Minions have spawned. I so sorry. Pick up that chunk, team. Good day. It's very simple. And I shoot. The amp. They guess. Hanya. The amp are too wide. Blood red. This is my love. That's the dream love. The world is cruel. It doesn't have to be ugly. Không đổi tele luôn, mất grip đáng chịu à. Your life had no value before me. Hồi quy không kịp kìa. Quy hồi kịp hém cho nó cái quy nó chết luôn rồi. Khó nha. Cứ thả hồng le lửa liếm hoài. Let's start the show. Tí thì canh hai. Cam ghê đấy. Được. Cam mà làm được gì không? Để tiếc cho chú. Anh cầm bản này chỉ là làm nhanh lắm. They will sing
they will die. Each bullet will be a dance. Nhanh nữa hả con chó này. If I get this outfit dirty, I'm going to be so it is the performance that kills. How is this an old name? Thế nào mà tao không đập chết được mày? Every element must be in place. Ây da, mày nghe nhé. Mua xe tin. Ok, xe tin gửi nhờ. Còn nhìn nữa con. Tiếp viên cuối là đủ rồi. Được rồi, mẹ xịt, sao ai chứ. Delightful.
แล้วเบกาไหนเหลือไปลินไอ้ยำเบก้าวุ่นวายSao cam biết cho cháu này cũng vậy đúng không? Làm được cái gì? Bể chị boss chưa? Yes. Đừng bấm. Thằng mày cái chơi cái chủng này mày rảnh quá. Nhẹ dơ vãi liền. Lão dơ mà. My genius will be understood eventually. This. Rồi hiên lên dậy tốc độ đánh thì chuyển tốc độ đánh lấy thành đam bạn. Tốc độ đánh lấy thành đam thôi. Everyone wears a mask. I just chose to create my own. The trigger on a loaded weapon, it whispers for us to act. À, vậy nó cũng ổn được nữa trời. Sao tiếp kêu cam kêu gánh nhiều vô rồi làm gì? Bót nát bét rồi, top cũng nát luôn rồi sao gánh đi cam chồng còn không xanh được hả mày? Death should never be quick. It should be an opera.
You will learn what beauty truly is. I shall choreograph this affair. An ally has been slain. Em cũng đi ra đúng không? Đi ra hay đi về? Watch me. Giết người từ xa, cầm K98 bắn chết. À kêu cái này là SKS chứ. K98 yếu quá. Rồi con TF con Java nó me mình nữa đấy. Té. Cuồng đao giờ hết lên được rồi, nên không có ngon nữa. Một khi đen nhanh. Rồi ok. Rồi em chết giùm luôn. Ôi ôi. Sao đông dữ vậy? Bóp xong có đánh em luôn. Nhây quá mà cái con cá chê này nó mất dạy quá. Kẻ không có phụ kiện bắn mới thế rồi. Sợ.
đi. Tiêu. Ô né. Phải liền né. Né hay à? Le né mà lắc qua lắc lại hay à? Ô Timo. Bắt đầu. Ô né né à. Tôi lên tôi test thử ông này coi. Mày né đòn ấn tượng của tao đi. À, thằng Timon nó ảo lắm mấy ông ạ. Win thì win chứ tôi nói thiệt thằng Timon nó ảo vãi lồn. Đồng đội quá hèn. Only to the audience. Nè em anh em mình lên chói thử thôi. Đứng chỗ không sai bắn lên cho lúc đang farm cho mình né không. Sai vãi lì luôn. Nó né ghê lắm em đi. Nó né ghê lắm em. Nó né ghê lắm. Ôi sao chưa chết kìa. Dĩ này em áp sát rờ nó chứ đừng có chói. Đừng có chói. Tóc biến lên rờ nó luôn. Làm gì vậy? Đừng có chói, chói nó né. Em rồi. Đó, rờ đó đã chết rồi, rờ cái đã chết rồi. Nó ảo lòi. Bên mình ít định hướng quá, không có test được nó. Mình sẽ bật ulti mình bắn nó. Để xem nó thế nào. Strings, and then they dance. Chạy 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 bấm đi. Chúng ta chạy quá. Ừ, tôi ngủ rồi. Khi tôi đang đánh liên minh, tôi cũng đang ngủ. Ê, 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 đây, 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 nè, nhìn nè, nhìn nè. Né cái con mẹ, mày né đi. Tôn chắc luôn, tôi hứa luôn. Tôn chắc luôn, pha đó là hết cãi. Dưới anh kìa.
ตูนแจ็คหล่นป้าไหนดึงไงก็เข้มกับไหนเนาะดังใจเสนอใช่ๆๆๆเอติใจตีมอWin rồi, tôi cần gì tôi phải nói thằng này nó tôn, nhưng mà phát hiện ra thêm thằng rồi. I cannot be good. I must be perfection. Ảo lời. Né hay là né được, nhưng mà cái quan trọng là nó đang đầy máu, mà nó đéo liên quan gì tới cái combat, nó có né làm gì? Nó né làm gì?Mình đã hỏi là nó không quan trọng là nó né cũng chẳng có mất mát gì hết. Sao tự nhiên nó né rồi nó làm cái gì? Bắn hộ luôn, em chói chúng hộ luôn. Mày đứng lại, mày mù hả con chó? Nó đứng lại nó mù, nó mới dính chói của em đó. Xài skill ngu.Đây tôi sẽ test cho mấy ông coi tí và tôi sẽ xem lịch sử đấu của nó. Đã ngu rồi, mình tin tức phát hiện được thì nói thôi. Win mẹ có gì đâu mà phải đổ thừa cho nó tung hay là không tung. Trừ khi nào nó đè đâu, nó đánh bạn thôi thì may ra nó không né. Thôi nó né sạch không còn cái gì hết. Nó né không còn một cái gì luônNé ảo phải liền. Con TS nó cũng né được 4 cái ulti thôi. Sao tôi có nói gì đâu, sao con Timo tôi nói. TS nó né 4 cái ulti luôn đấy. Né bình thường thế. Chết đi. Mày có biết rằng mấy cái cháp ấy nó đau lắm không? Mấy cái cháp nó 1000 đam một cái đó. I bloom like a flowerIt's so difficult to work under these conditions. Chỉ cho mày mốt mình nhìn là biết. Cái né này ông bỏ tôi nó cái TF hồi nãy cũng né 4 cái ulti của tao, tao có nói gì đâu. Sao Timo nó làm buồn quèo, tao phải nói nó. Con Timo việc gì tao phải nói nó tôn. Mà sao tôi không nói con TF, con Jin nó cũng né được vậy, sao tôi không nói đi. Sao tại sao tao phải nói con Timo, mà con Timo nó đéo liên quan gì tới cái đường của tôi, tao nói làm gì. Nó rảnh không, tôi có rảnh không. Thấy thì nó đúng nó tôn thì nói nó tôn thôi. Nó tôn thì nó không tôn.Vô em, vô đi. Chói ra đây các bạn. Một cát, ừ rồi, một cát đi. Bóp giá luôn. Death is certain, but killing doesn't have to be ugly.Lên thêm xin giáp nữa, không đào thủy ngân, đánh Timo. I am pure. This is pure. Ủa
Thấy ở đây nó là lát lên bắn luôn. What sweet sadness is killing. Ôi da, đặt bom, chết mẹ đau quá. Smile, everyone is watching. I am misunderstood. Who can be? Cố gắng không? Thôi tôi cố gắng chưa? Cố gắng quẩy gần chết thằng ấy đó. Đừng có đùa. Đó, đó, né lưới là thấy chưa? Nó đang giếng người ta, nó nhít nhè là né cái lưới là thấy chưa? Mới thấy nó né cái lưới chưa? Lưới 90 đó, né đó. Thấy chưa? Trong khi quân cách liên còn có một hit nữa là chết, nó lại nó ném cái một lần chết, nó vẫn cái này, né cái lưới. Cãi không? Cãi nó đi, cãi chưa? Còn muốn cãi không? Muốn cãi gì nữa không? Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Cãi, tôi bảo tôi nhìn là tôi biết, mày đừng có cãi. Không được cãi nha. Yeah, cách ly thôi. Rồi, gõ mồm cách ly rồi. Thôi, đi về em. Về em ơi, về em ơi, về em ơi. Sao mà phê được. Còn con găng lăn đấy sao mà phê. Phê được một lan đi về nhưng mà mình nghĩ mày phê win được. Em ra em rờ cho em đồng hồ cát giữa đám luôn em. Bay giữa đám, lát cho giữa đám rờ đồng hồ cát luôn. Đánh cho. Đồng hồ cát, đồng hồ. Chứ hồi hả? Rồi, anh ra rồi. Dạ, giết hết team nó rồi, quý vô.
né 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 Behind every mask is another mask. Bọn này nó nguy hiểm lắm, không quy không được đâu. This is my call. Đó, né đó, né cái con mè mà chứ né. Đủ mắn nó né. Vậy mà nó cũng né. Né con cà. Xúc vật. Né không có một cái kêu gì dính luôn. Biết thì chưa thốt, không biết thì vậy cột mà nghe người ta chỉ cho mà còn cái này kia chỉ cho mai mốt biết mà còn đề phòng. Bốn giây kẹp mà. Art is such a fickle thing. My work asks questions. It never happens. Ông nào cãi nó đi, cãi mạnh vào. Không cãi mạnh vào, mày cãi ghê lắm mà. Tôi nói rồi, mấy thằng tu này tôi nhìn qua sơ qua tôi biết rồi. Bắn một chiêu thôi là thấy sai sai rồi. Chỉ cần sai bắn một kỹ năng thôi là bạn biết này, nó tu hay không gì. Có máy quét không em? Mua máy quét à? Không, không, quên. Thắng cái kiểu gì? Ai quyết em? Thành đi. Mua gì nữa vậy? Ôi chết à? À hay. Nice. Đó, quyết. Kỹ năng né của nó cực dạng cực thừa đó. Rất tiếc là cái team mình nó ít định hướng, nó không có định hướng nào quan trọng hết đó, nên nó phế. Sao mà có mặt được tôi? À, tôi chửi ra im luôn. Mẹ không có cái gì mà. Nó dính được luôn. Có ba cái skill định hướng, cái Q, cái E, cách lên với cái W của tôi. Cùng lắm cái W của Kha'Zix nữa, mà Kha'Zix cường hóa W rồi sao né.
mấy ông tưởng, mấy ông tưởng là cái ranh này mà nó đánh vậy là không tu nữa. Đấy đấy, không có tu đâu. 808 rất là vãi lồ. Sao trận này 0-0-0 chiến thắng à? Thì cái này là gì ta, cái này người ta gọi là rematch. Đấy đấy đấy, tướng đa số tướng tu luôn chứ còn gì nữa, trừ khi nó đi hỗ trợ. Cái này đi hỗ trợ không nói, hỗ trợ thì lưu lưu đánh đa số tướng tu luôn. Còn cãi không đấy. Cái con chẳng qua thằng này là gọi là nó mới test tool thôi, mấy thằng ngu nó mới test tool, nó tool sida thôi, nó mới chơi lâu rồi á, lâu rồi không có thằng nào tool thôi, lâu lâu nó mới test tool một lần, nó xài cho có rồi thôi, nó có tool né nhưng mà kỹ năng nó không có, nó cũng vậy, cãi cãi cái cục kích, cãi hả? Nè, cần tôi chim lại cho coi không, tôi chim lại coi cho vui, chuẩn bị nghỉ rồi. Chim lại coi, nhiều pha né rất là ảo lòi. Né mà né bình thường không nói. Đây, đầu thứ nhất là cái pha nào? Thứ nhất là cái pha nghe mid rồi, bên Timor rồi. Cái pha ở nghe mid. Pha bể trụ mid rồi. Này cái pha này, mày vô mày né hộ bố mày cái. Đây. Ngày trong có đó không mà. Có gì này. Mà. Này. Mình nhìn nó né mà nó còn xoay một vòng nữa này. Này, bắn một cái là biết nè. Nè, bắn chặt đầu nè. Đó, đó, nhìn đó nè. Đó, mày nhìn cái khúc này giờ đó, đó. Mày thấy biết sao nó tuôn không? Thằng người bình thường ấy, nó né nó chỉ đứng yên một chỗ thôi. Nó đứng yên xuống, thằng này xoay nhìn nè, nó nhích lên nhích xuống. Người mà nhích lên nhích xuống tại chỗ luôn nè. Nè, nhìn nè. Tôi chống 20.5 cho nhìn cho nó rõ. Từ cái lúc bắn W quả này là tao biết nó tuôn rồi nè. Trước đó một quả là nó né cái quả bẫy với quả nấm của tôi. Đó, 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 đó. Tu không? Giờ mày nói khúc này tu không? Thằng nào cãi khúc này tu không? Đó, 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 tu không? Cãi đấy. Cãi đấy. Bắn cái màu lên, cãi đi. Trước đó một khúc nữa, trước đó là cái pha nó đây, nó đạp cái bẫy của mình, nó bị slow mà mình bắn W không chính luôn nè. À, nó đạp bẫy mình bị slow nè. Mình bắn cái góc chết mà không dính luôn nè. Nhích lên né, đó. Chạy thẳng lên, nhích lên né. Là quả này là thấy nghi nghi rồi. Quả thứ hai là biết nó tuôn luôn. Rồi rồi, pha cách lin nó né. Pha cách lin né này. Pha này nữa này. Pha nào ta? Pha ở trong nhà đó. Pha sau này. À đây, chuẩn bị pha này này. Đúng không? Nó đứng trong nhà. Thằng nào đẩy cái boss á. Có cái pha thằng nào đẩy cái boss. Xong pha đó là pha nào? Bắn W xong anh né nhẹ đấy nhỉ. Pha nào mà tôi đứng ở bên hông á. Pha này nó né vào con cách lin rồi. Pha này né vào cách lin nè. Pha này né cái eo cách lin, né nhẹ cái eo cách lin nè. Đó, đây à. Nè, con cách lin đang rất là yếu nha. Đó. Đang lao lên nè. Đang lao lên cách lin nhấn E cái. Vừa nó vừa nhấn E cái là thằng này lui lại liền. Nhấn này. Đấy, thấy không? Cái E vừa xoát ra cái thằng nó lui nhẹ lại liền. Ao cái tầm E luôn. Đúng lúc đúng cần ao cái tầm E thôi bắt đầu nó lại lao lên lại. Thấy chưa? Thấy không? Cái không? Trước đó một pha nữa, trước đó một pha là pha nào nữa? Đây pha này hay sao này? Pha nào mà tôi đứng tôi bắn con Timor ở bên góc ta? Đứng ngay cái góc mà mình đứng nó né ta. Đây hình như pha này thì mấy. Ngồi kiếm tất cả những pha né ảo của bạn kìa. Không phải cái này. Đây hình như khúc này nè. Đây khúc này. Đây khúc này nè. Đó. Khúc này đây đây. Chờ các bạn coi. Nè cái góc này. Cái góc này mà nó né nè. Đó. Đâu có liên quan đâu đúng không? Đó liên quan đâu đúng không? Người thường né hộ, người thường né hộ. Con Khai Xích và con này đang đánh nhau ở đây. Né nè. Đó, đó, đi sát tường cho né. Đó, né nhẹ cái rồi đi ra. À, vậy thôi, ba pha đó thôi là biết rồi. Cãi nữa không? Cãi buồn què, phun máu. Không cái đếp liêu đéo có liên quan gì, mất cái xíu máu của nó nó làm buồn què nó phải né. Auto né chứ cái gì.
Mà tự nhiên một thằng đang lao lên phục đồng đội cái nhích né một cái skill định hướng. Né làm gì vậy? Cái. Đâu, cản nó đi, thằng nào cản nữa. Tao thắng nhưng mà tao, thằng nào tu là tao nhìn tao biết à. Thôi. Mình nghỉ nha. Ba anh em nha. Mấy ông xem stream mấy ông cứ ngồi, mấy ông ngồi bên mấy thằng tu không hiểu bên làm gì. Ba anh em. Mai mình sẽ stream sớm ba anh em nha.